Arsenal đang dần tạo ra một định nghĩa mới về những phút cuối trận kịch tính hứa hẹn chẳng kém phần cảm xúc so với Fergie Time. Kể từ đầu mùa giải đến giờ, họ đã giành được 3 điểm theo những cách không thể khiến người hâm mộ của họ tự hào hơn. Và nếu như mùa giải năm ngoái họ đánh rơi chiếc cúp vô địch một cách đáng tiếc ở những vòng đấu cuối, thì ở mùa giải năm nay, pháo thủ đang cho thấy bản lĩnh tuyệt vời để đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Và nhân vật chính của chúng ta trong số The Locker Room của ngày hôm nay không ai khác chính là đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta. Giờ thì bắt đầu thôi. Ở những trận đấu khởi đầu mùa giải, Arsenal vẫn cho thấy sự tiến bộ tuyệt vời của mình, dù cho đã bị Fulham dẫn trước trong hầu hết thời gian thi đấu chính thức. Thế nhưng họ vẫn có thể ngược dòng dẫn ngược lại đối thủ chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 phút, và chỉ có sự xuất thần của Palhinha ở những phút cuối trận mới có thể giúp Fulham thoát khỏi một trận thua. Arsenal đang khởi đầu mùa giải khá tốt dù vẫn đầy chật vật. Họ có 2 chiến thắng với cách biệt tối thiểu trong 2 trận đầu tiên tại Premier League mùa giải 2023-2024 trước Nottingham và Crystal Palace. Và tới trận đấu với Fulham ở vòng 3, pháo thủ lại tiếp tục có một trận đấu nhọc nhằn nữa. Khi mà các cổ động viên ở trên sân Emirates còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì đội chủ nhà đã bị thủng lưới. Andreas Pereira tận dụng triệt để đường truyền về bất cần của Bukayo Saka để thoát xuống tung ra cú dứt điểm hoàn hảo từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Aaron Ramsdale mở tỷ số trận đấu. Bị dẫn bàn, Arsenal vùng lên tấn công mạnh mẽ, nhưng trong ngày mà các chân sút thi đấu kém cỏi, họ đã hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Fulham. Nhưng rồi bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra khi pháo thủ có những sự thay đổi người liên tiếp. Để rồi những người vào sân thay thế như Fabio Vieira hay Eddie Nketiah đã cùng nhau tỏa sáng để mang về 2 bàn thắng liên tiếp cho Arsenal. Vieira mang về quả penalty để Saka thực hiện thành công ở phút 70 trước khi kiến tạo cho Nketiah ghi bàn ở phút 72. Sau đó Fulham còn phải thi đấu thiếu người sau khi Calvin Bassey phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 83. Tưởng như Arsenal đã hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục thì bất ngờ lại tiếp tục diễn ra. Phút 88, Palhinha làm câm lặng sân Emirates khi ghi bàn ấn định tỷ số 2 đều. Pháo thủ đánh chia điểm ngay trên sân nhà và phải đối mặt với một lịch thi đấu rất khó khăn trong giai đoạn tới. Cho đến tháng 9 năm 2023, Arsenal lại một lần nữa cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình. Tiếp đón Man United trên sân nhà và cũng bị dẫn trước. Dẫu vậy thì lần này khoảng cách cũng nhanh chóng bị xóa bỏ chỉ một phút sau đó. Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó khi mà người hùng đã xuất hiện kịp lúc ở những phút bù giờ để giúp pháo thủ lại một lần nữa vượt khó. Một kịch bản cứ lặp đi lặp lại ở những mùa giải gần đây, đó là Arsenal luôn giành chiến thắng trên sân nhà những phút bù giờ trước Manchester United và trận đấu diễn ra vào tối ngày 4 tháng 9. Kịch bản đó tiếp tục lặp lại. Man United là bên đã vươn lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Rashford. Nhưng cũng chỉ ở ngay pha ra bóng sau đó, pháo thủ đã đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Trận đấu diễn ra cân bằng trong những phút sau đó, diễn biến trong khoảng 10 phút cuối hấp dẫn hơn hẳn, hơn 80 phút trước đó khi hai đội đá thận trọng. Hiệp 1 chỉ có 3 tình huống đáng chú ý, tiêu biểu là cú sút chạm bóng của Kai Havertz ở phút thứ 13 từ cự ly chưa đến 10m. Arsenal tưởng như đã phải trắng tay khi Alexandro Garnacho sút vào lưới ở phút 89, giúp Man United vừa lên dẫn 2-1. Tuy nhiên bàn thắng này bị hủy bởi VAR xác nhận Garnacho việt vị chỉ bằng khoảng cách nhỏ. Khán giả Emirates gieo mừng quyết định của trọng tài chẳng khác gì đội nhà ghi bàn. Và sự cuồng nhiệt của họ dường như tiếp thêm năng lượng để pháo thủ thắng ngược. Nếu theo dõi xuyên suốt cả trận, chúng ta dễ có cảm giác Arsenal đã chuẩn bị buông súng và hài lòng với một trận hòa trên sân nhà. Thế nhưng ở phút 96, Declan Rice đã chứng minh cho các pháo thủ thấy họ đã đúng như thế nào khi đem anh về với mức giá 105 triệu bảng và bàn thắng mang tính quyết định. Từ một quả phạt góc bên phải, Rai nhận bóng ở cột 2 mà không bị ai kèm khi cầu thủ đội khách không kịp áp sát. Tiền vệ người Anh vô lê đưa bóng về cột gần hạ gục thủ môn Andre Onana, nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà. Đến phút cuối, tiền đạo Gabriel Jesus hoàn tất pha phản công nhanh của Arsenal, ngoặt bóng loại bỏ Diogo Dalot rồi đệm lòng về góc xa ấn định thắng lợi 3-1 đầy ngọt ngào. Tháng 10 vừa rồi, Arsenal gặp lại đối thủ đã cướp mất chức vô địch của mình ở mùa giải trước Man City. Trận đấu vẫn là một sự áp đảo về thế trận của đội chủ sân Etihad. Dù vậy thì tỷ số vẫn cân bằng cho đến những phút cuối của trận đấu. Và lần này người hùng lại một lần nữa xuất hiện. Mikel Arteta chính thức tiếp quản Arsenal vào năm 2019. Từ đó đến nay pháo thủ đã chạm trán Man City của Pep Guardiola 6 lần tại ngoại hạng Anh. Và kết quả rất một chiều khi The Citizen giành chiến thắng trong cả 6 trận đấu đó. Trận đấu vào ngày 8 tháng 10 vừa qua là lần thứ 7 mà Arteta có dịp đối đầu với ông thầy cũ Pep Guardiola, và lần này mọi thứ đã bước sang một trang mới. Trong một ngày đội khách thiếu vắng Rodri cộng thêm với sự xuất sắc của tân binh đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal Declan Rice, pháo thủ đã trình diễn một lối chơi vô cùng thuyết phục khi đánh bại Man City hùng mạnh với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Martinelli vào những phút cuối cùng.
Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal giành được 3 điểm mà còn giúp họ tháo bỏ những gồng xích gánh nặng mỗi lần chạm trán với The Citizen. Ăn hẳn các fan pháo thủ chẳng thể nào quên được hai trận thua 1-3 và 1-4 trước Man City ở mùa giải trước. Trong một năm mà đoàn quân của Arteta thi đấu rất hay khi họ dẫn đầu trong phần lớn của mùa giải, nhưng sự thiếu bản lĩnh ở một vài khoảnh khắc, đặc biệt là hai trận đối đầu với đối thủ trực tiếp là Man City, khiến họ phải ôm hận. Arsenal quyết tâm làm lại ở mùa giải này và chiến thắng trước chính Man City đã mang lại cho họ rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Còn gì tuyệt vời hơn khi đánh bại đối thủ khó ưa vào những giây phút cuối cùng của trận đấu. Martinelli cùng những người đồng đội đã hòa cùng với các Gunners trên khán đài và ăn mừng một cách cuồng nhiệt, như thể là đã vô địch đến nơi rồi vậy. Bên ngoài đường pitch, Arteta cùng với những người cộng sự cũng hòa chung niềm vui với đội bóng. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng họ cũng đã có thể đánh bại Pep Guardiola trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Dù chưa thể nói rằng Arsenal chính là nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, nhưng phần nào họ cũng đã cho thấy dấu hiệu của điều đó khi cao thủ đã biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Quan trọng nhất là họ đã chứng minh cho Man City thấy rằng Arsenal đã không còn sợ đội chủ sân Etihad nữa. Cặp đấu này đã bước sang một trang sách mới và ở đó pháo thủ tự tin khẳng định rằng họ hoàn toàn đủ khả năng để đánh bại đối thủ này thêm một lần nữa. Chỉ trong vòng 2 tuần, Arsenal lần lượt phải đối đầu với những ông lớn ở Premier League và lần này là Chelsea. Thử thách lần này thậm chí còn khó khăn hơn rất nhiều khi họ đã bị đối thủ dẫn trước đến hai bàn không gỡ. Dẫu vậy thì bỏ cuộc dường như không hề tồn tại trong từ điển của pháo thủ và lần này, nỗ lực của họ lại một lần nữa được đền đáp. Và rồi Arsenal đã gặp Chelsea ở vòng đấu thứ 9, khi đó các pháo thủ đang đứng thứ 2, còn Chelsea lúc này thì đang đứng ở vị trí thứ 11. Nghe qua thì không có vẻ gì sẽ là một trận đấu hay, nhưng có lẽ nhiều người đã lầm khi mà Chelsea trong những trận cầu với các đội bóng lớn thường xuyên thể hiện được bộ mặt đáng sợ của mình. Đây chính là danh sách những đội mà họ đã thu hoạch điểm trong mùa giải này. 5 trên 8 đội bóng này có thứ hạng từ thứ 8 trở lên. Và khó khăn đã đến với pháo thủ từ sớm, dù là đội có phong độ ấn tượng hơn. Nhưng Arsenal đã có một trận đấu bế tắc nhất từ đầu chiến dịch khi vấp phải một Chelsea bố trí đội hình rất hợp lý, khóa chết hai ngòi nổ Gabriel Martinelli và Bukayo Saka bên phía đội khách, và Chelsea đã có được một bàn thắng dẫn trước nhờ công của Cole Palmer. Sang đến hiệp 2, có vẻ như Arsenal vẫn chưa tỉnh đòn khi tiếp tục bị Mikhailo Modric nâng tỷ số lên thành 2-0. Thậm chí thủ thành Raya đã chuyển mạo hiểm vì Palmer cắt được bóng. Nếu tỷ số là 3-0 thì có lẽ mọi chuyện đã chấm dứt ở đó. Lúc này khó khăn chồng chất khó khăn với Arsenal. Chelsea chỉ tấn công không tốt chứ họ phòng ngự không hề tệ một chút nào. Thành thực mà nói, Arsenal đã bị loạng choạng sau hai cú đấm liên tiếp đến từ đội bóng cùng thành phố. Và trong những thế trận kiểu như thế này, rất cần những ngôi sao tỏa sáng. Robert Sanchez đã có một tình huống chuyền bóng quá tự tin, bóng bằng một cách nào đó rơi thẳng vào chân của Declan Rice. Không cần một nhịp hạ bóng thừa thãi nào cả, tiền vệ trưởng thành từ lò Cobham vung chân vẽ ra một đường như sách giáo khoa vào khung thành đang bị bỏ trống của Chelsea, đồng thời thắp lên những tia hy vọng cho các pháo thủ. Rice không ăn mừng, có lẽ phần vì anh từ lò Cobham ra, nhưng phần chính là vì Arsenal của anh chưa giành được đủ lợi thế trước Chelsea. Quá khứ đã là quá khứ, còn hiện tại anh chỉ biết Arsenal mà thôi. Còn ác mộng với Chelsea và Sanchez chưa dừng lại, bởi chỉ 7 phút sau Arsenal đã có bàn quân bình tỷ số. Một cầu thủ đắt giá đã tỏa sáng, giờ là lúc để nói về một siêu dự bị khác. Một thứ nhân tố không thể thiếu của các đội bóng muốn đua vô địch. Từ tình huống tạt bóng rất chính xác của Saka, siêu dự bị vừa vào sân thay người, Leandro Trossard đã có pha xoát hướng rất nhanh, dứt điểm một chạm ở góc hẹp đánh bại Sanchez tương đối dễ dàng. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Hai đội rời sân mà chỉ có được một điểm. Brentford chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu đối với Arsenal cả. Còn nhớ mùa giải 2021-2022 họ đã bị chính đối thủ này đả bại với khoảng cách hai bàn không gỡ. Và lần đối đầu trong mùa giải năm nay, họ lại một lần nữa bị đối thủ cầm chân hoàn toàn trong phần lớn thời lượng thi đấu. Dẫu vậy thì Arsenal của những mùa giải gần đây đã là một Arsenal rất khác. Dường như chặng đường của Arsenal trong mùa giải năm nay chẳng có gì là dễ dàng cả. Vòng 13, Arsenal phải đến làm khách trên sân của Brentford. Mặc dù đội bóng của ông Thomas Frank không còn duy trì được sức mạnh và sự đột biến của mình như trong mùa giải năm ngoái, thế nhưng Brentford được thi đấu trên sân G-Tech Community chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi cả. Điều này đúng cả mùa trước và trong cả mùa này, ngoại trừ trận gặp Arsenal. Trong 7 trận đấu trên sân nhà của mình, Brentford chỉ trắng tay duy nhất một trận gặp Everton mà thôi. Ngược lại, Arsenal cũng chỉ có 1 trên 5 trận thắng gần nhất trên sân khách, vì thế nên khó khăn là điều đương nhiên. Chỉ có điều có lẽ thầy trò ông Arteta cũng không nghĩ mọi chuyện lại khó khăn như vậy. Brentford chủ động đánh phủ đầu Arsenal, song kế hoạch của họ đã không thành. Sau những phút đầu để Brentford lấn lướt, Arsenal dần lấy lại thế trận. Tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng Arsenal tỏ ra rất bế tắc trước hàng phòng ngự đông đảo của Brentford. Trước khi kết thúc hiệp 1, Arsenal có cơ hội liên tiếp. Thủ môn Flecken phải xuất sắc cản phá cú đánh đầu gần của Gabriel Jesus. Sau đó Trossard đã dứt điểm tung lưới Brentford, nhưng VAR bắt việt vị ngôi sao người Bỉ.
Hiệp 2 vẫn diễn ra trong một không khí sôi nổi, thậm chí Brentford mới là người đến gần với bàn thắng khai màn hơn. Sau khi tiền đạo mới vào sân nên Mopay đã đến rất gần pha lập công đầu tiên của trận, chỉ tiếc rằng Zinchenko đã từ chối Mopay sau khi kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Bên ngoài sân, ông Arteta nóng ruột nếu chịu thêm một trận hòa nữa, đội bóng của ông sẽ rất khó để có thể bắt kịp Man City. Sau những phút giây đắn đo, ông đã quyết định tung Kai Havertz vào sân, một người đang nhận được chỉ trích rất lớn từ báo giới trong khoảng thời gian đó. Thật may là phút 89, Saka đưa bóng vào từ cánh phải và Kai Havertz vượt qua Godos để băng vào đánh đầu qua khe chân thủ môn Flecken, 1-0 cho Arsenal. Kai Havertz ăn mừng điên cuồng sau sự tĩnh lặng đến buồn thảm của các khán đài trên sân G-Tech. Đối với Kai Havertz, đó là bàn thắng thắp lên sự tự tin. Còn đối với Arsenal, đó là 3 điểm quý giá giúp cho họ lên đỉnh bảng xếp hạng sau khi Man City bị cầm chân. Từ đây, Arsenal mở ra thời kỳ chủ động của đội bóng này trong cả chặng đường đua vô địch về sau. Ngoại hạng Anh cuối tuần trước là một vòng đấu thật điên rồ với những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Ấy vậy mà đến vòng đấu này, Arsenal còn tạo ra một màn rượt đuổi ngoạn mục và ấn tượng hơn rất nhiều. Arsenal bị đội chủ nhà Luton cầm hòa 3 đều đến phút thứ 96. Khi mà ai cũng nghĩ rằng pháo thủ đã phải nhận một trận hòa, thì ngôi sao đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ Declan Rice đã lên tiếng đúng lúc khi đánh đầu ghi bàn quý hơn vàng mang về 3 điểm cho đội bóng. Cầu thủ hòa chung niềm vui với số ít các corner có mặt trên khán đài, Kenny Woodcroft. Ngay cả huấn luyện viên Mikel Arteta cũng như vậy, ông thậm chí còn ăn mừng quá khích đến nỗi bị cấm chỉ đạo, nhưng huấn luyện viên người Tây Ban Nha dường như không quá quan tâm về điều đó. Làm sao tôi có thể ngồi yên trong giây phút đó được, đó là một cảm xúc bình thường, thẻ vàng thì thẻ vàng, đành mặc kệ thôi. Thậm chí camera còn bắt được khoảnh khắc Martinelli đang ăn mừng cùng người cha của mình. Ông đã lặn lội đường xá xa xôi để đến sân cổ vũ cho con trai. Bên cạnh đó, ta cũng thấy những fan của pháo thủ cũng tỏ ra phấn khích không kém, tất cả đã cùng nhau tạo nên một khung hình vô cùng tuyệt vời. Và tất nhiên, cũng không thể nào quên được người ghi bàn quyết định giúp Arsenal giành chiến thắng là Declan Rice. Huấn luyện viên cũ của Rice tại West Ham, David Moyes thường phát biểu: Arsenal mua được Rice với giá 100 triệu bảng, con số đó vẫn còn khá rẻ. Cho đến nay, những màn trình diễn của tiền vệ 24 tuổi đã chứng minh những lời phát biểu của huấn luyện viên người Scotland là có cơ sở. Rice cứ liên tục tỏa sáng từ trận đấu này sang trận đấu khác. Quyết định biến Rice trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ của giám đốc thể thao Edu Gaspar và Mikel Arteta là vô cùng sáng suốt. Arsenal qua thời gian đã dần trưởng thành và tôi luyện được một bản lĩnh, một dáng dấp của một nhà vô địch. Họ thắng các trận đấu dễ và giành được lợi thế trong những trận cầu lớn để có được một bước tiến mới trong cuộc đua vô địch với Man City hay Liverpool. Hơn thế nữa, họ còn đem lại những cảm xúc khó tả cho người hâm mộ của mình. Bạn nghĩ thế nào về khả năng vô địch của Arsenal ở mùa giải năm nay? Hãy cho chúng tôi biết ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân.